100 cấu trúc nói tiếng Anh thông dụng phần số 24 bạn nhé. Và ngày hôm nay cấu trúc của chúng ta đó là suggest somebody should do something. Suggest somebody should do something. Gợi ý ai đó làm cái gì đấy hoặc khuyên ai đó làm cái gì đấy. My mother suggested me should meet my cousins. My mother suggested me should meet my cousins. Mẹ gợi ý tôi nên gặp các chị em họ. The teacher suggested his student should learn that lesson hard. The teacher suggested his students should learn that lesson hard. Thầy giáo gợi ý học sinh của mình nên học cái bài đó thật là kỹ.